Vâng, chúng ta lại nghe bài, vừa nghe xong bài hát về Thủ Thiêm. Không biết là mấy ông lãnh đạo cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh, của Hà Nội nghe những bài hát như thế này thì người ta nghĩ như nào? Đặc biệt là cái ông phụ trách về vấn đề tiếp dân, khi gặp dân thì nói lời vâng, đồng bào thông cảm, đồng bào thông cảm, cán bộ làm có lúc nọ lúc kia. Rồi chúng ta nghe bài hát, chúng ta thấy cái bài thơ, chúng ta thấy nỗi đau của người người dân oan chưa, nỗi đau của người dân oan trong khắp đất nước Việt Nam chứ không gì dân Thủ Thiêm. Vâng, chương trình hôm nay chúng ta bàn luận về vấn đề tôn giáo. Tôn giáo chính là đạo giáo, là những người truyền đạo, dạy đạo, giữ nếp đạo cho tín đồ mỗi trên trên mỗi đất nước, trong mỗi xã hội thì có rất nhiều các loại tôn giáo khác nhau. Con người ta đặt niềm tin vào một tôn giáo nào đấy do cha ông mình để lại. Tôn giáo nào dạy đạo là nơi để cho tín đồ người ta đến, người ta cầu nguyện và người ta học đạo, thì những tôn giáo ấy đều là tốt cả. Và mỗi người có một quyền, và cái quyền đi theo cái tín đồ của mình, đi theo cái tôn giáo của mình và cha ông người ta để lại. Vì vậy trong xã hội phải có cái luật tôn trọng tất cả các loại tôn giáo. Những cái tôn giáo giảng đạo thì chúng ta phải tôn trọng và đạt đến một cái ngưỡng bao nhiêu triệu dân đấy, bao nhiêu dân đấy, thì anh phải cấp giấy phép cho người ta hoạt động, anh không được phép ngăn cấm. Một là đạt tiêu chuẩn về về truyền đạo, hai là đạt ngưỡng về số lượng, về cấp phép cho người ta. Trong pháp luật, trong hiến pháp không được phép thiên vị. Thiên vị dễ làm cho cái đạo ấy nó suy thoái, nó hỏng. Bây giờ chúng ta phân tích về 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 các đạo. Vâng, chiều hôm nay tôi xem lại một cái video, một cái video nói về một cái sự đàn áp tôn giáo, đàn áp nhẹ và ngăn chặn vi phạm nhân quyền rất là nặng. Mấy mặt cô này luôn nè, có chết là mấy người chịu trách nhiệm chính ạ. Con hiểu không? Con này mà có chết là mấy người chịu trách nhiệm nha. Vâng, tôi để cho các bạn xem. Con này mà có chết là mấy người chịu trách nhiệm đó nha. Chết không? Chết. Đã chết là mấy người chịu trách nhiệm này, nói đi. Ừ đi. Một cảnh sát đứng camera, cấp cứu là chạy xe, xe cấp cứu, xe này cấp cứu đây, gì? Nhưng mà tao bị là mấy cảnh sát giao thông. Cấp cứu đâu có sao? Ngoài biển là muốn bắn hả? Cho đi bớt đi lại rồi, cho đi xe đi bớt đi lại. Vâng, trong trang của tôi vừa share ngày hôm nay, và các bạn sẽ xem cái video clip ấy, thì các bạn sẽ hiểu rằng đây là một cái nhóm đạo Hòa Hảo và Phật giáo Hòa Hảo ở trong Đồng Tháp. Thì chúng ta tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo là một nhánh của, người ta cũng thờ Phật nhưng người ta thờ tại gia, người ta tu tại gia. Và cái Phật giáo Hòa Hảo này ở
có độ khoảng hơn 1 triệu tín đồ, chủ yếu tập trung ở An Giang thì phải, Đồng Tháp, Cần Thơ. Cái vụ việc này chắc ở Đồng Tháp người ta đi sinh hoạt, người ta đi ăn giỗ, hình như có một ngày giỗ gì đấy, người ta đi tụ tập ăn giỗ và bị công an chính quyền địa phương đứng ra ngăn chặn, dùng cái chiến thuật là cảnh sát giao thông đi kiểm tra xe máy, tất cả các xe máy đi qua đấy là chặn lại hết, và ai không phải là Phật giáo thì cho đi, còn ai mặc áo của Phật giáo thì giữ xe ở lại, tìm mọi cách ngăn chặn, tìm mọi cách giữ xe mặc dù người ta đầy đủ giấy tờ, và vừa là sắc phục và vừa là không sắc phục, vừa là sắc phục vừa là không sắc phục, rất đông mấy chục người đứng ra ngăn chặn. Và khi mà người dân người ta đôi co, người ta nói, và người ta phản biện, thì những người cảnh sát này không giải thích nổi, không giải thích nổi là tại sao bắt xe của người ta, và chỉ nhì nhằng tìm mọi cách giữ xe của người ta. Và khi đứng đầy đường giữ xe của người ta lại, ách như xe người ta lại kiểm tra, thì lại nói rằng 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 xe đứng như thế là vi phạm giao thông, lại vi phạm giao thông, một đống người đứng chặn hết cả đường người ta không đi được, rõ ràng dừng xe người ta lại, hạch sách kiểm tra giấy tờ xe, nhưng khi người ta không thể đi được người ta đứng lại thì lại nói rằng 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 xe đứng ở đường như thế là vi phạm. Như vậy là phía chính quyền dùng một cái đội ngũ mờ ám, đội ngũ không đủ tiêu chuẩn ra để làm việc với dân, và sẵn sàng dùng đủ mọi giọng lưỡi ngụy biện để quy chụp cho người dân, để quy chụp cho người dân. Vâng, đây là một cái cuộc đi sinh hoạt của người Phật giáo Hòa Hảo. Người Phật giáo Hòa Hảo là họ ăn mặc như cái kiểu áo bà ba màu nâu ấy, áo bà ba màu nâu ở trong Đồng Tháp, trong An Giang ấy. Thì những người họ đi cái buổi lễ của họ thì họ phải ăn mặc cái áo như thế và dễ phân biệt. Vì vậy công an là ngăn chặn, không cho người ta sinh hoạt. Không cho người ta sinh hoạt. Vâng, nhưng không giải thích được lý do tại sao không cho người ta sinh hoạt thì đấy là vi phạm nhân quyền. Vi phạm nhân quyền, vi phạm về về tự do tín ngưỡng của người dân. Nhìn cái biểu hiện của cảnh sát và của công an và của cái giới dân sự không mặc áo sắc phục, rồi dùng cả 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 dân phòng đủ các kiểu ra ngăn chặn, nhưng không nói được lý do tại sao lại ngăn chặn người dân, chỉ dùng cái biện pháp là ách xe người ta lại, mặc dù xe người ta đầy đủ giấy tờ, cũng không giải thích nổi, cũng cứ nhì nhằng giữ xe lại. Đấy là một cái không chuyên nghiệp và đấy là một sự mờ ám, không thể biểu hiện trong một chính quyền có công an mặc sắc phục hẳn hoi, có bộ công an, có các ủy ban hành chính từ trung ương đến địa phương, nhưng hành động là hành động không đúng của một không đúng chức năng của một một chính quyền, của một bộ công an. Một nhóm dân người ta đi sinh hoạt, nếu như người ta vi phạm luật quốc gia thì anh có thể anh giải thích cho người ta, những cái người dân đấy không, người ta vô hại, vâng, toàn và người ta đi sinh hoạt người ta vô hại, người ta không làm một cái điều gì ảnh hưởng. Nếu như cái đạo Hòa Hảo mà nó làm cho đạo đức, và nó phi đạo đức, vâng, đạo Hòa Hảo mà phi đạo đức, dạy cho người ta đi ngược lại với cái đạo đức của xã hội, nó gây lên những cái gì đấy và nó làm cho đao chao đảo đất nước,
Thì anh đàm phán, vâng, anh đàm phán và với cái tôn giáo ấy, và có những cái người người thầy người ta duy trì những cái tôn giáo ấy, và anh không cấp giấy phép cho người ta ngay từ đầu. Nhưng đạo Hòa Hảo tôi đã xem rồi, đạo Hòa Hảo cũng là đạo đạo người ta có đạo giáo, người ta cũng truyền đạo và người ta cũng dạy đạo rất tốt, và nó là một nhánh của đạo Phật và nó tồn tại từ năm 1939 đến bây giờ, và nó có trước cả Đảng Cộng sản Việt Nam, nó có trước cả cái chính quyền, có trước cả chính quyền, bởi vì người ta tồn tại từ năm 1939 ở trong miền Nam Việt Nam, thì đương nhiên nó có trước cả chính quyền khi thống nhất, và khi các ông thống nhất được hai miền thì năm 75 các ông mới vào tới nơi, đúng không ạ? Vậy thì người ta có trước ông hàng bao nhiêu năm? 36 năm, đúng không? Có trước ông bằng 36 năm, người ta đã sinh hoạt ở trên cái mảnh đất đấy trước trước mình đến là 36 năm, năm 75 mới tiếp quản. Thì người ta đã có từ năm 39, như vậy là người ta có trước 30 vâng, trước 36 năm. Người ta sinh hoạt không để lại một cái gì nó gọi là tà giáo, mà nó là tà giáo. Và tí nữa tôi sẽ phân tích tà giáo ở trong đạo Phật để cho các bạn biết. Tự do tín ngưỡng, cái đạo của người ta đã được có hơn 1 triệu người tham gia. Ở An Giang là chiếm 40% dân số tỉnh An Giang. Vâng, nếu như một cái đạo như thế là bắt buộc chính quyền phải cấp phép cho người ta, không được phép ngăn chặn. Vâng, tôi theo dõi thì tôi thấy là thiên vị, tôi thấy là có vẻ như chính quyền Việt Nam là kỳ thị cái đạo Hòa Hảo này. Chưa hiểu lý do thì như thế nào lại kỳ thị đạo Hòa Hảo. Liệu có kỳ thị giống như là Giang Trạch Dân, giống như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đi kỳ thị thì đạo của dân tộc Hà Hồi hay dân tộc Ngô Duy Nhĩ hay dân tộc Tây Tạng gì ở Bắc Trung Quốc không? Hay là kỳ thị phái Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà giết chết mấy triệu người người dân vô tội không? Liệu có giống nhau không? Việt Nam đã xảy ra vụ nào chưa? Còn săn bắt người ta, ngăn chặn người ta thì có rồi đấy. Có rồi. Đấy, vụ vừa rồi tôi vừa cho các bạn xem đấy. Và các bạn vào trang của tôi, các bạn xem từ đầu đến cuối, các bạn mới thấy là cái lực lượng ngăn chặn không giải thích nổi cho dân là tại sao lại ngăn chặn người ta. Tại sao lại ngăn chặn và dùng cái thủ thuật là kiểm tra giao thông. Sao mà hèn nhát đến như thế? Có một đám người, người ta không làm một cái điều gì cả, kể cả người ta có làm một cái lực lượng gì thì mình phải có một cái biện pháp khác, chứ không thể 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 dùng cái biện pháp hèn hạ như thế để mà làm để mà gây mâu thuẫn xã hội, làm người dân bất bình. Nếu như cái đạo ấy mà nó là tà đạo thì anh phải giải thích cho người dân, anh phải họp người dân lại, từ từ ông thầy to nhất cho đến những người tín đồ, ông họp người dân lại, tuyên truyền cho họ biết đây là tà đạo, phân tích cho họ, rót vào tai họ ấy, họ nghe được nó ra môn ra khoai, lúc bây giờ mới rút giấy phép. Còn nếu không giải thích nổi thì để cho người ta sinh hoạt. Nếu như cái đạo ấy người ta tu tại gia mà cũng như người ngoài Bắc cái thờ cúng ở trong nhà ấy, tu tại gia, nhiều người bây giờ không đi đạo Phật, người ta tu tại gia, người ta thờ cúng ở trong nhà ấy, thì cái đạo Hòa Hảo này cũng thế thôi, một nhánh của đạo Phật, họ cũng thờ Phật. Thế tại sao lại kỳ thị đạo Hòa Hảo, vì lý do gì? Đề nghị, vâng, chúng ta phải lên tiếng đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ tại sao lại kỳ thị đạo Hòa Hảo và các một số đạo ở trên dân tộc nữa, một số đạo ở trên dân tộc.
người dân tộc người ta đã sống khổ ải rồi, người ta có một tí cái tín ngưỡng, người ta sinh hoạt với nhau. Lẽ ra Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch, bộ đấy phải giúp dân duy trì nền văn hóa của người ta, duy trì đời sống kinh tế của người ta, duy trì sức khỏe cho người ta, thì bây giờ bỏ rơi để người ta lụi bại ở trong rừng. Người ta có một cái tí đạo để sinh hoạt thì lại kỳ thị. Vâng, tại sao lúc nãy tôi nói là bên trọng bên khinh, và bên trọng bên khinh, một một phần thì các đạo khác là anh khống chế, và ngay cả đạo Thiên Chúa giáo cũng rất tốt, và truyền đạo rất tốt, y một phép người dân đến 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 nhà thùa nhà thờ là đọc kinh. Bên bên nam bên nữ im một phép, không bao giờ được bước chân lên lên cái bục lễ, bục cha đứng và bục 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 trang trí bục Đức Chúa người ta đặt ở trên ấy, không ai được phép bén mảng lên. Và tín đồ là im một phép đến đấy để nghe giảng đạo và để học đạo, để cầu kinh, để tự tự rửa, người ta gọi là tự rửa tội. Và tự suy nghĩ như thế thì con người sẽ rất tốt, sẽ rất tốt. Và cái nếp của Thiên Chúa giáo không hề thay đổi gì sau nửa thế kỷ, không thay đổi nhiều, không thay đổi nhiều, và vẫn giữ được cái nếp giảng đạo rất tốt. Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta quay về, chúng ta xem xét cái đạo Phật. Và cái đạo Phật người ta còn đang muốn lấy đấy là quốc đạo của Việt Nam, không biết đã lấy chưa, tôi không theo dõi lắm. Quốc đạo của Việt Nam, đạo Phật, chúng ta tìm hiểu về đạo Phật xem nào. Vâng, gần đây đạo Phật là được bung ra, tất cả các xã ở các địa phương đều lấy đất ra một cách nhẹ nhàng, lấy vài hecta vô tư. Chắc chắn rằng phải có bàn tay lới rộng hỗ trợ của chính quyền thì các ông sư mới có thể lấy được mấy hecta đất ra một cách dễ dàng và huy động vốn thì tôi không thèm nói đến, nhưng lấy đất ra mấy hecta một cách dễ dàng để làm các chùa, xã nào cũng có chùa, xây rất tốn kém, xây to hoành tráng, và ông sư nào cũng đi xe hơi hết. Và có những cái chùa mới xây chưa xong, mới xây mới hoạt động một vài năm, các ông sư đã đi xe hơi rồi, đi Camry rồi. Vâng, các ông sư đi Camry, các ông sư đi xe Daily, các ông sư đi thì chúng ta hiểu được rằng đạo Phật của Việt Nam như thế nào qua cái cách sinh hoạt của các ông sư. Qua cái cách là người dân đến đến chùa để cầu may, buôn may bán đắt, và đến chùa để cầu may là chính. Chứ nhà chùa hầu như không đòi hỏi, không bắt buộc, không đòi hỏi tín đồ phải thuộc đạo, không đòi hỏi và không cần phải tín đồ phải thuộc đạo. Vậy thì tín đồ học đạo bằng cái cách nào, rèn luyện thân thể, rèn luyện đạo đức của tín đồ như thế nào? Và người ta đến đấy, người ta không học đạo thì câu sư giảng đạo cho ai? Có phải là biến chùa chiền thành nơi buôn thần bán thánh không? Thành nơi buôn thần bán thánh không? Đặt lễ bằng tiền, bằng các loại đồng tiền này. Và đặt lễ bằng tiền và xin lễ và nhờ các thầy đi xem và xem ngày xem tháng cho gia đình có việc, lúc thì ma chay, lúc thì cưới xin, lúc thì làm nhà,
lúc thì vâng, giải hạn rồi giải nọ giải kia, biến các công sư và biến các công sư thành những người quay ra chỉ đi làm những cái việc và chỉ đi làm những việc lập tiền, quên mất cái trách nhiệm giảng đạo, quên mất trách nhiệm giảng đạo. Ai vào chùa cũng tiếp quản, cũng tiếp nhận hết, mặc váy ngắn chân dài và hở hang cũng vào, cũng vô tư hết. Và từ cái chỗ phòng, vâng, những cái bàn thờ bên ngoài đã thành những nơi thâm cung nhất, những nơi thâm cung nhất của khu thờ, của cung thờ cũng vào được tới nơi, vào được hết, vào tận bên trong luôn. Và như vậy cũng chưa đủ, các nhà sư và nhà chùa lại còn đặt thêm rất nhiều các loại bàn thờ khác nữa ở bên ngoài, ở bên ngoài kể cả gốc cây. Chùa thì thường có cả những gốc cây cổ thụ, có cả những cái núi đá tiểu cảnh. Các ông sư các ông ấy, ngày xưa ấy, các ông sư các ông ấy, tu thì các ông ở nó buồn rỗi rãi thời gian thì người ta đắp tiểu cảnh, đắp núi non, người ta tỉa cây cảnh để giết thời gian, để thả thả cái tâm hồn vào đấy. Thì lâu năm thì những cái thứ đấy ở trong chùa, tất cả cái gì ở trong chùa đều thiêng hết. Khi người ta đã đi cầu may thì người ta nhìn thấy cái gì ở trong chùa cũng thiêng hết, và lợi dụng vào cái chuyện đấy thì các nhà sư trụ trì những cái đình chùa miếu mạo ấy tận dụng hết, tận dụng hết. Ngoài ra vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Chùa chiền thì thường là phụ thuộc vào chùa chiền, đình chùa miếu mạo thì do địa phương quản lý, và địa phương cũng nhìn thấy bổng lộc ở trong đấy quá nhiều, và bổng lộc quá nhiều, vì vậy cũng đến tìm mọi cách đàm phán với các sư sãi để chia sẻ cái bổng lộc đấy. Thế thì chúng ta mới thấy là xuất hiện các hòm từ thiện, hòm từ thiện và ghi từ thiện, và ghi từ thiện in những cái giấy như cái bằng khen ấy, 50 với 100 với 200 trở lên ấy, là được ghi như một cái bằng khen ấy, gọi là giấy công đức. Ngày xưa thì không có, nhưng mấy 10 năm gần đây là có rồi, nâng cấp dần đến do cái xã hội hiện đại, cái in ấn nó cũng dễ, không phải đưa vào nhà máy in nữa, in ấn nó cũng dễ. Thì các chùa chiền miếu mạo đông khách đến là in hết, và in hết để ghi. Vâng, và cái đội ngũ đấy ngồi đấy ghi là ai ghi ạ? Có phải người của chùa không ạ? Chùa không bao giờ được tuyển người ghi như vậy, chùa là chỉ có đặt lễ thôi, tự nguyện. Đấy là phong cách của chùa, truyền thống của chùa. Còn ghi vào hòm từ thiện lúc nào cũng khóa. Ai quản lý hòm từ thiện và ai quản lý cái ghi ấy? Chắc chắn là chính quyền địa phương. Và đàm phán với nhà thờ chùa, nhà chùa thì thân khô thế khô, đàm phán thế nào chả được cả. Đàm phán thế nào chả được. Nhà chùa phải chia sẻ cái lợi nhuận đấy, cái lợi bổng lộc ấy cho chính quyền địa phương. Và từ đấy trở đi nhà chùa biến thành cái gì ạ? Biến thành buôn thần bán thánh chưa ạ? Đến cầu may là chính, chứ còn đến đọc kinh rất ít, cái tỷ lệ người đọc kinh rất thấp, tỷ lệ không đáng bao nhiêu, không đáng bao nhiêu cả. Và đại đa số là chen chúc nhau vào và đi một lượt cho nó thật nhanh, và vứt đồng tiền lên bàn thờ xong là đi. Và buôn thần bán thánh thế cũng chưa đủ, nhìn thấy bổng lộc nó lớn quá. Và bộ văn hóa thông tin, văn hóa thể thao và du lịch mới nghĩ ra một cái trò là cái gì? Du lịch tâm linh. Và du lịch tâm linh là do bộ văn hóa thể thao đã đưa hẳn vào một cái chương trình là du lịch tâm linh. Vâng, kết hợp rất hài hòa, kết hợp rất hài hòa. Vâng, khi đạo Phật được ưu đãi phát triển rầm rộ, riêng đạo Phật được ưu đãi, đạo Thiên Chúa giáo có được cấp đất không ạ?
các loại đạo khác như đạo Hòa Hảo có được cấp đất để dễ dàng như vậy để xây nơi thờ cúng của mình không ạ? Mặc dù đạo Thiên Chúa Giáo là một trong những cái đạo duy trì nếp đạo tốt nhất, đã nói về đạo cấp giấy phép thì đạo nào duy trì nếp đạo tốt nhất thì đạo ấy phải được ưu tiên nhất. Đạo cơ mà, dạy đạo là không có tiền, mà dạy mà đã tính đến tiền thì đừng nói đến đạo. Và chính vì đồng tiền nó làm cho đạo Phật thoái hóa biến chất, các nhà sư không còn là sư nữa, các nhà sư là những người đi làm tiền, làm giàu cho bản thân và gia đình và gia đình. Từ thiện, vâng, nói về từ thiện thì các chùa phải có những cái phải có nhà trẻ, đúng không, nhà mồ côi để nuôi những trẻ, những người cơ nhỡ, những người không nơi nương tựa, những người cô đơn, những trẻ bị bỏ rơi, thì nhà chùa lập ra một cái nhà cồn mồ côi đấy, để đưa các cháu về và dùng cái tiền từ thiện đấy để nuôi các cháu, đúng không? Hoặc là để nhờ thầy về có thuốc để chữa bệnh cho, và một số nhà chùa các thầy giỏi thuốc nam thì tự trồng được thuốc nam, sau đó là tự chữa cho người dân nghèo ở xung quanh đấy, người ta đến thì đấy mới gọi là từ thiện. Nhưng các quỹ từ thiện và những cái hòm từ thiện và những cái ghi công đức ấy thì địa phương có dùng từ thiện không? Mà địa phương làm sao được phép nhảy vào đấy để làm từ thiện? Từ thiện của chùa là không liên quan gì đến sinh hoạt của chùa như thế nào. Và anh ghi công đức ấy thì cái tiền đấy nó đi đâu? Tiền nó đi đâu? Trong khi đó anh không nuôi từ thiện, đúng không ạ? Anh không làm từ thiện, anh không nuôi các cháu cơ nhỡ, anh không mở khám chữa bệnh, anh không mở lớp dạy học cho, và với dưới tư cách là nhà chùa. Truyền thống từ xưa đến nay là như vậy. Nhà chùa hay nhà thờ, người ta luôn luôn có cái vùng, có cái lớp, có cái trường, thậm chí những nhà thờ lớn có hẳn một trường mẫu giáo. Vâng, khi mà lợi nhuận nó cao thì các địa phương đua nhau xây nhà chùa, tạo điều kiện thuận lợi nhất, mà lấy mấy hecta đất ra cho nhà chùa một cách dễ dàng. Nhà chùa cũng là một đối tượng do một nhóm người, vâng, do một nhóm người anh phải tự bỏ tiền ra. Ví dụ như nhóm đạo Phật ở một cái địa phương nào đấy thấy có nhu cầu cần phải có nơi để thờ cúng, để có nơi để đến sinh hoạt, có nơi để đến đấy mà đi tu mà học đạo, thì người ta phải tự dựng lên, tự bỏ tiền ra mua đất xây nhà lập lên và mời sư về để trụ trì. Vâng, khi có lợi nhuận cao thì nơi nào cũng thế ạ. Khi lợi nhuận cao thì vâng, những cái hòm từ thiện đấy là và những cái bàn ghi công đức ấy, thì địa phương thu rất lớn. Cũng có thể là do lợi nhuận cao như vậy cho nên người ta có chủ trương là du lịch tâm linh, người ta có chủ trương là cho đất, tạo quỹ đất thật dễ dàng để cho các anh xây tràn lan chùa chiền miếu mạo, xây tràn lan. Và khi biến tín đồ thành những người đi cầu may và không nghĩ đến giảng đạo cho người ta thì một là khai thác cái đồng tiền lẻ của họ để làm giàu, hai nữa là
Hai nữa là có tác dụng là vâng là mê muội hóa người dân. Mê muội hóa người dân đi. Vâng, để cho họ vui thú vào 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 đền chùa miếu mạo đúng không? Phụ nữ Việt Nam bây giờ, nhất là bên đạo Phật, quanh năm ngày tháng đi chùa chiền. Quanh năm ngày tháng đi chùa chiền cầu may. Lẽ ra là phải để cho người ta dành những cái thời gian đấy, người ta tham gia vào các môn văn hóa khác, tham gia vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tham gia để làm ra của cải cho xã hội. Và thì lại phát động du lịch tâm linh, một tháng một năm là có 3 tháng đầu năm là đi 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 lễ đi lạy, còn một tháng thì trong thì 3 lần thắp hương ở trong nhà, mùng 1 ngày rằm 30, vừa thắp hương 30 mùng 1 lại thắp tiếp luôn, và có cách có ngày. Thường là đạo đức xã hội nó tỷ lệ nghịch chứ tỷ lệ thuận ạ. Với các đạo giáo ạ. Nếu như đạo giáo mà buông lỏng, con người không được không không có không được dìu dắt, không được rèn luyện về đạo đức, mà không được học đạo nghiêm chỉnh đến nơi chốn, thì con người là dễ bị tha hóa. Và chúng ta đánh giá về vấn đề đạo đức xã hội của Việt Nam nào. Đạo đức xã hội là xuống cấp đúng không? Xuống cấp trầm trọng. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng thì phải đánh giá tất nhiên là nhiều yếu tố dẫn đến đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Nhưng trong đó đạo giáo là bị suy thoái, không hoàn thành được cái nhiệm vụ giảng đạo của mình, đặc biệt ở Việt Nam là chủ yếu là đạo Phật, chủ yếu là Phật giáo. Phật giáo của Việt Nam khác hẳn Phật giáo Myanmar, khác hẳn Phật giáo Thái Lan, khác hẳn Phật giáo Campuchia, đấy là những nước gần nhất. Nếu như các bạn đi vào 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 vào, vào chùa của các nước kia thì các bạn thấy rằng như nào ạ? Im một phép đúng không ạ? Người ta đi tu, người ta đi học đạo, người ta đi đến chùa là người ta đọc kinh, người ta im một phép, và đã nói đến đạo là đừng nói đến tiền, mà đã nói đến tiền thì đừng nói đến đạo. Đấy là rõ ràng rồi. Tại sao các thầy tu phải đi tu khổ luyện, phải vào hẳn ở trong núi? Vào hẳn ở trong núi để cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài, để khổ luyện mới thành được thầy, mới thành thầy, mới thành người trung gian của Phật Bà Quan Âm, của Phật, mới có đủ tư cách để đi vào làng để tiếp xúc với dân để mà giảng đạo cho dân. Và người ta giảng đạo, vâng, giảng đạo cho dân, người ta giảng đạo, người ta đã tu thành thành thầy rồi, người ta không dùng tiền, người ta không dùng tiền. Tại sao ở Campuchia người ta đi hành khất ấy, người ta cứ phải ôm một cái bát, và một cái bát rất to rất nặng, phải mấy cân ôm ở bụng để đi đi chân đất, đầu không được phép đội mũ, đầu không được phép đội mũ, đi chân đất. Không phải là người ta nghèo đến mức độ người ta không có, nhưng cái đạo nó rèn, nó bắt phải khổ luyện như vậy. Và có khổ luyện như vậy thì mới lấy được lòng, lấy được trái tim của tín đồ, mà giảng đạo người ta mới nghe. Và những người khổ luyện như thế là người ta đã rèn tốt rồi, chứ không phải như mấy ông sư Việt Nam cứ tín đồ về một cái là cưỡi xe máy, cưỡi ô tô là đi chơi, và là đi chơi mới lứt mắt ra cũng đã có Camry đi rồi. Vâng, khi mà cái nếp đạo không còn thì cái dân tộc ấy sẽ đi đến đâu ạ? À? Thì cái dân tộc ấy sẽ đi đến đâu ạ? À? Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, đấy chủ yếu là
là từ đạo bị tha hóa biến chất. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng là nguyên nhân chính là ở do đạo giáo tha hóa biến chất, mà chủ yếu là đạo Phật, chủ yếu là đạo Phật. Đạo Phật miền Bắc và đạo Phật Việt Nam bây giờ không còn nét đạo nữa, và nó trở thành những nơi tà đạo, và nó sẽ trở thành tà đạo. Các ông sư bây giờ không đi xem, mà đi xem tín đồ người ta đến, người ta mời, có công có việc mời, công sư trực tiếp ngã giá luôn. Ngày xưa mấy năm trước thì còn qua trung gian là mấy ông thầy, bao giờ sư với thầy cũng đi với nhau. Ông thầy thì không thuộc người đi, đi không thuộc trong cái hệ đạo. Ông thầy chính là người trung gian, móc nối trung gian để cho nhà sư làm tiền. Nhà sư đi giảng đạo bởi vì theo phương châm là sư không dùng tiền, mà đã dùng tiền thì không phải là sư. Vì vậy cho nên mấy năm trước ông còn giữ gìn là ông dùng cái ông thầy trung gian, qua ông thầy, ông thầy làm giá, chứ ông sư là tôi đi là giảng đạo là tôi không dùng tiền. Nhưng thực ra là trung gian ông thầy rồi. Ông thầy về là đưa cho ông sư phải 10 phần, phải đưa cho ông sư 7-8 phần, chỉ được có 2-3 phần thôi. Nhưng bây giờ thì các ông sư là công khai luôn, và công khai làm giá và công khai thu tiền luôn. Vâng, chúng ta đã thấy rằng một dân tộc mà đạo đạo giáo bị hỏng thì dân tộc cái nguy hại thế nào chứ ạ? Không đơn giản là mỗi việc đi chùa bình thường đâu ạ, không đơn giản chỉ vậy đâu. Các loại tôn giáo tín ngưỡng đấy chính là nơi giữ nếp đạo tốt nhất cho một dân tộc. Một dân tộc có một dân tộc mà có những đạo giáo tốt, truyền đạo tốt thì dân tộc ấy sẽ tốt. Đấy thì chính là cái cốt lõi đạo đức con người trong một xã hội. Vâng, vậy các hội Phật giáo nghĩ như thế nào ạ? Các hội Phật giáo tôi nhớ có những năm mà ngay ở trung tâm hội Phật giáo Việt Nam ở quán xứ số bao nhiêu nhỉ? Số 52 quán xứ thì phải, Hà Nội, tổ chức cầu tháng cái ngày tháng 7, chọn một cái ngày gì đấy để thì tín đồ của các ông ấy cướp lộc ngay ở trong chùa luôn, loạn xạ hết cả lên. Đấy, trung tâm Phật giáo Việt Nam ấy mà tín đồ cướp lộc ngay ở trong chùa, không còn ra một cái thể thống gì nữa. Trung tâm như thế thì thượng bất chính thì hạ thắc loạn. Những cái nếp đạo tối thiểu như thế không giữ nổi, để tín đồ cướp lộc, có nghĩa là anh đào tạo cho người ta, anh đào tạo cho người ta một cái ý, tức là không tự đi rèn đạo mà cứ đi cầu may. Cầu may là sai rồi. Phật làm gì có cái gì cho mà may. Phật là trên răng dưới cát tút, tu luyện ở trên núi, khổ sai. Phật là không dùng vật chất. Vâng, chủ yếu là rèn luyện để cho cái đạo thôi, truyền đạo thôi. Truyền đạo. Khi truyền đạo, anh tín đồ đến học đạo thì luôn luôn rèn cái thân thể của mình luôn, và sau đó là đối xử tốt với đồng loại, với những người sống ở xung quanh, thì tự nhiên là may mắn nó sẽ đến và những cái ác nó xa dần. Còn nếu anh không chịu rèn luyện gì, môi trường của anh nó xấu, xung quanh toàn là xấu, đùng đi hớ hênh một phát nó cướp giật nó chạy, thì anh có cầu anh đi anh cầu may thì làm sao được, môi trường xung quanh là toàn cướp giật với này và với bắt cóc với lại tham nhũng đục khoét. Môi trường như thế thì anh xấu như thế thì anh có đi cầu may hàng trăm lần nó cũng chẳng may,
cứ đeo vàng vào cổ mà đi đêm xem nó cũng giật ngay. Vâng, chúng ta cũng phải lên tướng tiếng vâng trước cái vấn nạn đã đi đã phá hủy cả 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 tôn giáo. Vâng, thực ra tôn giáo Phật giáo của Việt Nam là cũng tồn tại ở trên đất nước Việt Nam là nhiều nghìn năm. Cũng có thể lấy đó là quốc đạo được. Cũng có thể lấy đó là quốc đạo, nhưng vấn đề là bây giờ nó bị thoái hóa biến chất như thế và nó không còn là một đạo, nó là tà đạo rồi, nó là tà đạo thì làm sao mà lấy thành quốc đạo được. Mà có nhất thiết phải lấy quốc đạo không? Lấy quốc đạo thì các đạo khác họ cũng so bì, anh đã lấy cái đạo này làm quốc đạo thì anh dễ bị thiên vị, anh dễ bị thiên vị cho cái đạo này, và anh lại đi anh giải tán, anh ngăn chặn những cái đạo khác cũng là đạo thờ Phật nhưng đạo hòa hảo thì bị ngăn chặn bất công bằng trong xã hội. Người ta có quyền chứ, bây giờ một nhóm học sinh nào đấy họ thành lập cái hội của người ta đang người ta sinh hoạt, một nhóm cựu chiến binh nào đấy họ về họ cũng thành lập cái hội của đoàn sinh hoạt, và trong quốc trong luật vâng trong luật của Việt Nam là cũng cho phép được thành lập các hội đoàn. Thế thì một cái đạo hòa hảo người ta đã có cách đây 40 mấy năm, từ năm 39, 50-60 năm nay rồi, người ta sinh hoạt rất tốt, vâng. Thế nhưng lại không hiểu vì lý do gì lại đi ngăn chặn họ. Ngăn chặn họ thì phải giải thích cho họ tại sao chúng tôi không cấp giấy phép, tại sao chúng tôi ngăn chặn, phải giải thích cho người ta chứ. Không giải thích nổi lại cứ tự nhiên cứ đi ngăn chặn, làm gì mà phải thù hằn với người ta đi. Đều là công dân của Việt Nam. Đều là công dân, mỗi một người đi theo một cái tín đồ khác nhau. Anh không đi thì thôi, ai bắt đâu mà. Tại sao lại đi ngăn chặn người ta, dùng chính quyền để ngăn chặn, trong khi đó chính quyền là do chính người dân người ta đóng tiền thuế người ta nuôi. Những lúc bầu cử ấy, tại sao không đi ngăn chặn người ta đi, lại đến bắt người ta phải đi bầu cử. Bây giờ người ta đi bầu cử xong rồi bắt đầu quay về là đàn áp người ta là thế nào? Một hình thức đàn áp nhẹ, vâng, một hình thức đàn áp nhẹ. Như vậy là vi phạm nhân quyền, vi phạm luật, luật tự do tín ngưỡng. Vâng, nhà nước Việt Nam cần phải giải thích cho nhân dân biết tại sao các anh lại đàn áp đạo hòa, cái phải công khai giải thích ở trên báo chí. Để cho nhân dân chúng tôi biết được là tại sao đạo Hòa Hảo có phải là tà đạo không? Đạo Phật có phải là tà đạo không? Và các anh phải chứng minh được. Các anh trả lời cho dân biết. Đừng có bao giờ để xảy ra cái chuyện đàn áp tôn giáo. Không rõ lý do. Cùng là nhân dân Việt Nam cả, có người ta có làm cái gì, tôi chưa thấy đạo Hòa Hảo gây lên một cái tội lỗi gì đối với những người dân ở xung quanh ấy. Trong khi đó bao nhiêu thành phần gây nên tội lỗi ngút ngàn cho đồng bào miền Bắc, cho đồng bào Việt Nam thì lại nhon nhen muốn dựng thành một cái đạo. Thậm chí đưa cả mấy ông dâu dài ở tận đâu đâu về
để thờ cống ấy thành một cái loại đạo. Đạo ấy là đạo gì ạ? Đạo vong nô. Trong khi đó trong dân tộc của mình có những cái đạo người ta đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi thì lại chèn ép, lại đàn áp người ta. Có phải là hoang tưởng không ạ? Có thù hằn gì người ta không? Tôi hỏi các ông lãnh đạo cấp cao, các ông có thù hằn gì cái đạo đạo hòa hảo đấy không? Mà các ông lại đi ngăn chặn người ta. Cứ theo luật mà làm. Nếu mà cái đạo ấy mà là tà đạo thì không cứ theo luật không làm. Công công khai không giải tán, việc gì phải phải làm cái trò cho công an ra chặn đường kiểm tra xe máy của người ta. Kiểm tra xe máy nó liên quan gì đến người ta đi sinh hoạt đạo? Như thế là việc mờ ám, không chính đáng, không chính danh. Mà nhân dân người ta giao cho các anh hẳn một cái quyền quyền về an ninh, anh thành lập hẳn một cái bộ công an. Thế nhưng mà lại đi làm những cái việc việc mờ ám như thế thì ai coi được? Ai coi được? Phải chính danh chứ này. Nếu như mà chưa giành được, chưa có chính quyền, chưa có bộ công an hoạt động ngầm, hoạt động bí mật thì làm như thế người ta còn nghe được. Bây giờ đã nắm toàn quyền rồi, công an có sắc phục đủ các kiểu rồi, ăn lương có vũ khí đầy đủ rồi, có luật rồi, được qua trường lớp học hẳn hoi tử tế rồi, tại sao lại phải đi làm những cái việc mờ ám? Tất cả những cái việc tiếp xúc với dân, vâng, tiếp xúc với dân trong mọi lĩnh vực cần phải danh chính, cần phải danh chính. Còn nếu không danh chính mà hoạt động một cái diện rộng thì thế giới người ta không nhận, không công nhận đấy là cái bộ công an đâu các ngài, người ta không công nhận đâu. Cứ cái hiện tượng mà không chính danh như thế, chính bản thân mình coi như tự không công nhận mình thì thế giới làm sao người ta công nhận các anh là có bộ công an được, đúng không ạ? Nhân dân Việt Nam họ cũng không công nhận, bởi vì giao cho anh chính danh mà anh không chính danh, tự anh đi chui đi lủi thì ai người ta công nhận? Đến một lúc nào đấy người ta không công nhận. Vâng, thế thì 21 rồi, phải dùng lý luận để nói chuyện với nhau. Dùng lý luận, đừng có dùng bạo lực. Dùng bạo lực sẽ gây lên thù hằn, sẽ gây lên tang tóc, sẽ gây lên tang thương cho người dân, cho đồng bào. Họ bất bình, hôm nay họ không làm gì được thì sau này họ sẽ có, rồi đến lúc sẽ có cái cơ hội để cho người ta, và nhiều người bất bình, toàn dân bất bình thì lúc bấy giờ thì các anh đi đâu, các anh đi đâu? Và dân tộc là trường tồn, đảng phái thể chế thì là hữu hạn, có tuổi của nó thế ạ. À? Một thời gian nhất định, 4.000 năm nay thì bao nhiêu nghìn thể chế khác nhau, các ông vâng, các vị lãnh đạo, các vị có thấy cái thể chế nào mà tồn tại đến 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 500 năm chưa, đến vài 300 năm chưa? Thấy tồn tại được khoảng trăm năm vài chục năm là phải thay đổi. Vì vậy cho nên là phải phải làm sao giữ cho cái dân tộc là trường tồn, quan nhất thời dân bản đại, thể chế cũng là chỉ là nhất thời thôi. Vâng, có bạn nào lên không ạ? Vâng, tôi chốt lại vấn đề, tức là chương trình hôm nay thứ nhất là chúng tôi muốn nói rằng chúng ta không được phân biệt các đạo, không được phân biệt. Phê duyệt Mạnh Đức lên, không được phân biệt các đạo. Thứ hai là chấn chỉnh lại đạo Phật. Đạo Phật có khả năng sẽ biến thành tà đạo.
hiện nay là đang là buôn thần bán thánh rầm rộ rồi, phổ biến diện rộng rồi. Và các tín đồ bên đạo Phật chắc chắn là sẽ đạo đức sẽ kém hơn các tín đồ bên bên đạo Thiên Chúa giáo. Anh không còn giữ được nếp đạo thì tín đồ cũng không giữ được nếp đạo, không không giữ được đạo đức. Và xã hội, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, chủ yếu là tín đồ bên đạo Phật. Vâng, mời bạn Mạnh Đức mà không được. Vâng, chương trình tôi cũng chỉ nói thế thôi. Chúng ta có thể kết thúc chương trình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Vâng, xin chào các bạn nhé.